video này á có một số bạn à, xem kênh youtube của mình á các bạn hỏi á, là vì sao cái công suất của cái đèn led đúc này các bạn nó tròn ha đèn led tròn với cái công suất của cái cái đèn chip led nữa các bạn nhiều khi nó cùng công suất các bạn hoặc xem xem nhau á mà tại sao á, cái số lượng chip led cái số lượng chip led bên trong cái đèn led nè nó lại ít hơn số lượng bên trong cái đèn uh, tiếp led nha các bạn tiếp led T8 á cái đèn đèn này mà đèn mắt hai nha các bạn còn cái đèn đèn sáu uh, tấc nữa đây các bạn nè thấy không cái số lượng led của nó rất ít nha các bạn còn bên trong cái đèn uh, tiếp led này các bạn rất nhiều nha mà các bạn không hỏi là nguyên nhân tại sao quá tại vì nó cùng công suất á mà tại sao mà cái, cái chip led bên đây là một bên nhiều bên ít nha các bạn nào rất nhiều nha các bạn nhiều khi cái số lượng chip led bên đây nhiều gấp đôi của chip led của cái đèn led búp nha các bạn cái đèn led tiếp đó t tám cái này nó dài khoảng gần mét 2 nha các bạn Đây là các bạn có thể nhìn thấy công suất ghi trên đèn nha các bạn. Cái công suất này đèn MacBook lớn đó các bạn là 30W nha các bạn. Cái này công suất là 30W ha. Trong khi cái cái đèn T8 này các bạn. các bạn. nhìn thấy không? T8 này cái cái đèn này chỉ có 22W thôi nha các bạn. Để mà giải thích cho cái hiện tượng này các bạn Ở đây á, mình có thể giải thích một số nguyên nhân chính sau đây nha các bạn cái thứ nhất các bạn là do cấu tạo của đèn nha các bạn ngày xưa người ta hay dùng cái đèn bờ sợi, tóc nha các bạn các bạn thấy Cái, cái có tìm đèn bên trong không đèn sẽ đốt ha cái này á nó xài rất hao điện nha các bạn xài hao điện và cái tỏa nhiệt á nó, nó lớn nha các bạn Rồi sau đó người ta sẽ cải tiến, người ta không có xài đèn 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 loại này nữa. Đèn đèn dây tóc mà. Người ta đã chuyển qua dùng đèn có Cái đuôi đèn đó các bạn, cái đuôi đèn vẫn vẫn dùng dùng cái loại cũ nha các bạn, loại vặn ha. Cái loại này á là nó sẽ thay thế cho cái đèn đèn dây tóc nha các bạn. Đây là loại đèn, đèn công bắt kêu Nó có ưu điểm hơn cái so với đèn, đèn cũ á là nó tiết kiệm điện hơn nha các bạn tiết kiệm hơn rất nhiều so với cái đèn dây tóc này nhưng mà ở đây nó vẫn sử dụng cái đuôi đèn cũ nha các bạn cái đuôi đèn á tại vì nó người ta không có thay đổi toàn bộ nha các bạn người ta cái cái đuôi đèn vẫn loại dùng loại cái đường kính nha các bạn đường kính đuôi đèn á là ở đây người ta dùng hai loại là E26 và E27 nè các bạn đường kính của nó em số em bảy các bạn em số bảy là cái kích thước đường kính nè các bạn cái đường kính của cái đuôi đèn này nè là hai mươi sáu hai bảy nha các bạn mm ha là nó vẫn sử dụng cái đuôi đèn cũ nha các bạn Giống như cái đuôi đèn này nè đuôi đèn này là dùng e 26 nha các bạn nó vẫn vặn gì được vô nha các bạn nên người ta tận dụng cái đuôi đèn nó chung là cái standard cái tiêu chuẩn của nó nha các bạn là dùng dùng và sau đó người ta cái đèn uh, công này các bạn đèn chiếu u này nó sẽ thay thế cho cái đèn tròn nha các bạn và sau nó phát triển một loại nữa là đèn hình quang á đèn hình quang mét hai hoặc là nửa không phẩy sáu mét nha các bạn cái đó là loại loại sáu tấc nha đến hiện thời, thời điểm hiện tại á thì người ta sử dụng nó chuyển hết từ cái đèn hình quang người ta chuyển qua chỉ sử dụng đèn led nha các bạn đèn mấy cái đèn led bút rồi các bạn led bút này á nó sẽ thay thế dần cho cái đèn công bắc cái chữ u nha các bạn hoặc là đèn led âm trần á, nó sẽ thay thế dần cho cái, cái loại đèn đèn uh, chữ u này nha với ưu điểm là tiết kiệm điện hơn so với mấy loại đèn này nha các bạn và cái thời gian sử dụng được lâu hơn nha các bạn nó ưu điểm nhiều lắm còn cái đèn này nó vẫn tỏa nhiệt nhiều nha các bạn, nó vẫn tỏa nhiệt, nó tiêu điện năng nó cũng cao hơn cái loại đèn đèn led này nào các bạn, nó mà tính ra cùng công suất nha các bạn, nên cái loại đèn led này là đèn led tiết kiệm điện, mấy cái loại đèn led này nào các bạn, nó sẽ update, nó là update của mấy cái đèn đèn đèn, đèn có bắt hình quang nha các bạn như cái mấy đèn nhà nó thay thế cho cái đèn uh, u ha còn mấy đèn mét uh, đèn led này nè các bạn đèn led mét hai hoặc là đèn led không 6 sáu mét đó nó cũng thay thế cho cái bóng 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 đèn, đèn huỳnh quang nha bạn nó nhằm uh, sử dụng cái đuôi đèn nha các bạn cái máng đèn cái đuôi đèn á để nó tận dụng lại cái đồ, đồ cũ nha các bạn nó không hói nha các bạn tại cái đó nó dùng standard cái tiêu chuẩn của nó rồi cái máng đèn nó cũng dài mét hai nha các bạn đây là đèn tiếp đét nha các bạn tiếp đét T tám nha cái này dài mét hai nhưng là mét hai là nha các bạn còn uh, mấy cái đèn này đó các bạn nó cũng đèn uh... mấy cái đèn này thì lên thay cho cái đèn chữ u nha các bạn chu có bắt ha các bạn thì các bạn nhìn thấy cái cấu tạo bên nó cấu tạo bên trong đó, cái này là cái diện tích này các bạn tiết diện tiết diện của nó hình tròn nha các bạn thì người ta bố trí led đó cái vị led đó nó dùng nó giống như mà loại ma trận nha các bạn quỷ led này nó bố trí xung quanh cái vỉ thôi bên bên đây là cái vỉ nhôm nha các bạn nó tản nhiệt giúp cho tản nhiệt nhưng mà cái gì nói chung là cái bên diện tích bên trong á nó chỉ phủ cái bên trong này thôi nên cái sườn led nó bố trí là không được nhiều nha các bạn còn đối với cái đèn tiếp đất tơ táo các bạn nó nó sườn thanh nha các bạn thanh đó nên nhưng mà cái chiều dài thanh của nó 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 đến một 0,6 m hoặc là lại đến mét hai nha các bạn nó gần gần xem xem á nên cái số lượng led nó bắt buộc nó phải bố trí là thật nhiều nha các bạn mới đủ cái diện tích mà cái nó phủ rộng rất nhiều nha các bạn nó dài cái này dài hơn 1 mét nha các bạn đối với cái đèn mét hai cái này là chip led nó cách giãn khoảng cách của nó nè các bạn nó bố trí là đồng đều hết trên, trên nguyên thanh là luôn nha các bạn chứ nó không có gom lại một, một chỗ như uh, cái đèn uh, led này nên uh, yêu cầu uh, là cái số lượng led này phải nhiều nha các bạn đó là lý do tại sao mà thứ nhất uh, là cái số lượng uh, chip led trên cái đèn tiếp uh, T8 uh, nó sẽ nhiều hơn so với mấy cái đèn led nha các bạn cho cho dù nó cùng công suất nha mục đích đó là mấy nhà sản xuất người ta chế tạo á là sao chế tạo có một cái đèn á, sao cho cái ánh sáng á các bạn nó đồng đều nó lan tỏa đều chứ, nó không có chỗ để sáng cho tối nha các bạn nhưng mình ví dụ ấy, các bạn như, như cái đèn đèn này nè cái số lượng nếu mà cái, cái cùng công suất là số lượng chip led như nhau á thì nó không thể bố trí trong cái đèn mét hai được nha các à. bạn một cái đèn mét 2 á nó rất dài nên chẳng nãy giờ nó cho bố trí cái khoảng cái cái, cái, cái khoảng cách giữa các chip led đó, nó xài nhau xa lại nhau thì cái cái khoảng giữa giữa hai chip led đó các bạn nó sẽ tối nha các bạn là nó không không đảm bảo rồi nha nên phải bố trí đồng đều cái khoảng cách giãn cách giữa các chip led đó nó phải đồng nhất đồng nhất nha các bạn để nó nhằm mục đích đó là cái ánh sáng của nó các bạn ánh sáng nó bao phủ của toàn bộ nó làm cho cái như một khi nó bóng xe này nó sáng đó, là ánh sáng các bạn nhìn thấy đồng đều chứ không có phải chỗ sáng chỗ tối chỗ sáng tối nha các bạn cái khoảng cách là bằng nhau hết nha các bạn người ta tính toán hết rồi chứ không phải chứ không phải người ta thích là bố trí cái, cái số lượng chip led bằng nhau được nhau được nhau các bạn đây là cái nguyên nhân mà cái do cái cấu tạo của cái đèn nên cái việc bố trí có sự chênh lệch nha các bạn sự khác nhau giữa cái đèn led bulb và đèn led tiếp 8 nha các bạn còn cái vấn đề thứ hai ở đây á, mình là sẽ nói về cái mạch nguồn led driver nha các bạn các bạn nhìn thấy một đèn nè các bạn Các bạn nhìn thấy không? Các bạn nhìn thấy không? Trên bóng đèn này các bạn, nó ghi có công suất 30W nha các bạn. Nhiều khi á cái giá trị này giá trị ảo nha các bạn, nó không không phải không nó thiết kế cái đèn á nó không có đúng cái công suất của nó đâu nha các bạn. Nhiều khi nó thấp hơn nhiều so sao thấp hơn công suất thực tế của nó nó thấp hơn nhiều so với cái giá trị mà nó ghi trên cái 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 thân đèn này nha các bạn các bạn nhìn thấy không? Cái đèn LED T8 uh, á. Trên đây nè, nó chỉ ghi có 22W thôi nha các bạn. 22W nào? 18 hoặc 22W thôi. Nhưng mà đối với cái đèn LED này số lượng LED nhiều ít như vậy mà cái công suất của nó là bạn thấy không? Nó khủng như 30 30W nó hơn mấy W này rồi. Nhưng mà đối với cái cái nguồn LED driver này các bạn, bên trong á cái mặt nguồn LED driver này nè, nó có thay thay, thay sàn qua cho nhau được nha các bạn thể thay thế lấy cái nguồn led driver của trong cái đèn led bút này thay theo thay cho đây tiếp led tám các bạn hoặc là lấy các bạn lấy cái đèn tiếp led tám á thay qua thay qua cho cái đèn đó. khi mà cái mạch nguồn á, nó led driver nó hư á các bạn rồi lấy cái đèn tiếp led tám mà cái mạch nguồn tốt á các bạn sàn qua cái đèn led bút này là ok hết nha các bạn vẫn sáng bình thường nha các bạn Đây là các bạn. Ở đây á cái mạch nguồn LED driver nha các bạn. Mấy mạch nguồn này nè các bạn. Mạch nguồn LED driver này kiểu mấy dạng này nha các bạn. Ở đây nó sẽ có nó phân loại hai loại nha các bạn. Thứ nhất á cái mạch nguồn LED driver này có có hai loại là nguồn áp và nguồn dòng. Nguồn áp của mình á nó có chức năng là ổn định điện áp nha các bạn còn nguồn dòng của mình đó là có chức năng ổn định dòng điện có nghĩa là dòng điện nó ra các bạn lúc nào cũng ổn định nha các bạn cái mạch nguồn led driver này trong mấy bóng đèn này các bạn là cái mạch ổn định và dòng điện nha các bạn đây là mạch ổn định dòng nha cái nào là nguồn dòng nó là ổn định dòng điện nha các bạn còn một số nguồn led driver lại khác các bạn tại vì ở đây có 3 loại đấy nguồn led driver mình đã nói rồi thứ nhất là nguồn switching nào bạn giống như trong y trong cục sạc á để bắt nguồn hạ áp trực tiếp tục từ nguồn 220V và đây là cái mạch nguồn uh, led driver mà nó dùng IC dao động nha các bạn uh, mấy loại trước uh, thì nó có thể dùng uh, ổn định điện áp thôi điện áp nó ra các bạn có loại ổn định điện áp có loại ổn định dòng điện còn có loại vừa ổn áp vừa ổn dòng luôn nha các bạn và đối với những cái loại uh, led driver này nè là cái chính là cái nguồn dòng nha các bạn nó mục đích là nó ổn định dòng điện nha các bạn là cho dù nó có mấy cái chip led này nè các bạn nó phải cung cấp đủ đầy đủ cái dòng ra cho để cho đảm bảo cho cái chế toàn bộ chip led này trong đèn này sáng hết nha các bạn nó hai loại nha các bạn nguồn áp và nguồn dòng nha các bạn nguồn áp thì ổn định điện áp và nguồn dòng ổn định dòng điện nha các bạn ở đây mình sẽ làm một cái thí nghiệm nhỏ nha các bạn để mà đo đo cái cái cường độ dòng điện ngõ ra tại vì nó cái này là cái nguồn dòng nữa các bạn nó ổn định dòng điện ha nó sẽ mình sẽ đo cái cường độ dòng điện ngõ ra của cái bộ nguồn led driver nha các bạn cái này mình lấy trong cái đèn là tiêu lớp 8 hoặc là trong đèn led bulb á nó cũng có y chang nhau nhau các bạn ở đây các bạn hàng cho mình nha lấy cái mẫu hàng các bạn các bạn hàng hai hai sợi dây điện cho mình nha hàng hai sợi điện rồi các bạn dùng cái đầu nối nhanh nữa các bạn để cách điện nha các bạn rồi sau đó mình sẽ dùng một cái dây điện nha các bạn cái đầu nối á đầu nối nhanh cũng đầu nối nhanh luôn có phích cắm nè rồi các bạn cặp nguồn vô ha để mình đo cái mục đích đó mình đo là cường đời điện nó ra nha các bạn cường điện nó ra cái cái cái, cái nguồn uh, nguồn dòng này các bạn là khoảng bao nhiêu ha Tại nguồn là led driver ở đây mình đo chứ là không tải nha các bạn còn các bạn muốn đo có, có tải thì bạn gắn gắn vô đèn nha cái uh, cái thanh led hoặc là cái vỉ led này các bạn các bạn gắn vô nha trong mấy video mà hướng dẫn cái cách đo điện áp với cường độ điện các bạn hay là tính công suất á mình đã mình đã hướng dẫn các bạn rồi nha các bạn có thể xem quay xem lại cái clip đó nha ở đây mình chỉ nói về cái cách đo dòng điện không tải của cái nguồn LED driver thôi. Như cái đồng, đồng hồ nè các bạn. Đây mình có gì sử dụng cái đồng hồ số nha các bạn. À, mình chuyển vào cũng con mà ở đây có cái mức uh, mắc 10A nha các bạn. Mình nó chuyển vào cũng con nha, bình thường là nó làm uh, mình đo điện áp hoặc là đo tổng trở đo ở điện điện trở thì mình đo để bên ngoài nha các bạn rồi xong mình chuyển qua cổng com nha rồi cái kỳ xét đó các bạn à, chuyển qua cái thang đo 10 mb cho mình nha đây là 10 mb nè để cái mục đích là mình đo cái cường độ dòng điện không tải ngõ ra của cái nguồn mạch nguồn led driver này nha các bạn nhớ nha các bạn các bạn xét cho uh, vặn cái uh, cái thang đo chính xác nha các bạn không thấy nó hư đồng hồ nha các bạn các bạn đỡ nó bước mắt cao nhất là 10 ampe 10 ampe cho mình nha Còn cái que của đỏ với dương á Que đỏ thì mình chích vô thay đây với đỏ nha các bạn Dương á, dương nguồn á Còn que đen mình chích dâm nha các bạn Mình cái này cái, cái kiểu mình đắt mắc nối tiếp thôi nhưng mà chế độ không tải nha các bạn Không có tải nha Rồi các bạn nối nè Que đỏ này vô dây đỏ, que đen vô dây đen nha các bạn mình mình đã mình kẹp đây đã mà cho nó cách điện nha các bạn cho nó không chạm điện thôi bị giật nha các bạn dễ bị giật nha rồi các bạn kiểm tra lại nha rồi sau đây mình sẽ dùng một cái ổ cắm nha các bạn ổ cắm nha mình sẽ dùng ổ cắm rồi mình cấp nguồn vô mình đo coi cái điện áp cái cường độ điện nó ngõ ra khoảng khoảng bao nhiêu nha các bạn chứ độ không tả nha bạn không có gắn đèn led vô nha rồi các bạn thấy giá trị không giá trị ở đây là không phải mười bốn nha các bạn đây là mình đo được cái giá trị không phải mười bốn nha các bạn được không mười bốn nha các bạn để mình ghi ha y y của nguồn LED driver 0.14 A bằng 140 ma nha các bạn. Đây là các bạn thấy không? Cường nhiệm đế của nguồn LED driver là 0.14 A, đúng giá trị này luôn nha các bạn. Là 140 ma Các bạn thấy không? Và mình sẽ tắt nguồn đi nha các bạn. Đây là các bạn thấy không? cái nguồn của mình nó mình lo khoảng 140 ma nha các bạn nhưng mà cái điện, dòng điện định mức các bạn điện dòng điện định mức á, maximum á, nó tầm khoảng là để cho lấy sáng có khoảng vài chục cho bạn đến một cái này 100 ma có này nếu mà nó quá cái dòng định mức của nó các bạn là có thể led bị cháy bị đứt nha các bạn chip led đó, nó cháy đứt nha nên cái nguồn led driver này các bạn nó kia chỉ có 140 thôi nha các bạn nè giá cái giá trị của 140 nó sẽ nằm trong cái phạm vi của cái dòng định mức là làm cho lấy sáng nó không bị cháy đứt không bị đứt led nha các bạn không bị cháy led nha tại vì nó nếu mà nó sẽ quá 150 mm thì nó sẽ led nó bị đứt nha các bạn nên cái nguồn nguồn dòng này nè cái nguồn từ cái nguồn led driver này á, nó chỉ có 140 mm thôi là nó vẫn còn trong một view cho phép mà mặt khác á đây là các bạn nhìn thấy không cái sơ đồ trong cái đèn tiếp led T8 các bạn hoặc trong đèn led bulb á nó sẽ có cái thanh led này nè các bạn thanh led này nè các bạn đo các bạn kiểm tra các bạn thấy các chip led đó các bạn nó sẽ ba con chip led này các bạn nó sẽ mắc song song với nhau nối tiếp với ba con chip led mắc song song với nhau nó tạo thành nguyên dãy luôn nha các bạn là cái này là dãy ba led mắc song song hoặc là có loại á nó sẽ dùng loại hai chip led thôi bạn nó dùng hai loại thôi hai chip led nào mắc song song với nhau rồi nối tiếp hai chip led đó nó trên toàn bộ dãy luôn nha các bạn nó vừa mắc song song này, là hai con mắc song song hoặc ba con mắc song song rồi nối tiếp là cái dòng y các bạn cái y này nè cái y này, này nó mình lo được nữa các bạn I y, y nguồn led là 140 mm nha các bạn. Cái I này nè các bạn. Đối với những mạch mà có hai con chip led thôi nha các bạn, hai chip led là I nè. I y này sẽ bằng I1 cộng I2. I1 đó các bạn. Còn đối với mạch 3 chip led đó này á thì có dòng I nè các bạn. I này nè. Ở đây nó chia ba nhánh nha các bạn. I nè. Cái I1 nha các bạn. Y1 ha Y2 Y3 Y Cái dòng Y này nè nó, nó đi qua đây nè Y này chính là cái 140 mm nha các bạn Y nguồn LED nè Là cái nguồn LED 140 mm Nó sẽ qua ba chip LED này nè Y nó tách làm ba dòng Dòng này bằng nhau hết nha các bạn Y1, Y1, Y2, Y3 Đối với mạch 3 LED mắt xong xong Đối với mặt 2 LED mắt xong xong á Nó sẽ bằng Y1, Y2 như y á, y là 140 nè, chia đây là, chia làm 2 nha các bạn, chia 2 là khoảng uh, 70 mm nha các bạn. Một con chip LED á sẽ cái dòng nó sẽ gánh khoảng là 70 mm. Vì cái, cái 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 nguồn LED các bạn 140 ha. có này 70 mm là LED đã sáng rồi nha các bạn. Nó đảm bảo cho dòng dòng nó lúc nào cũng khoảng 70 nha các bạn. Cái này 70 70 nè. Y 140 nè. Y nó sẽ có Y1, y nó tắt là qua đến này nhanh nó chia hai các bạn y một y hai rồi sau qua nó qua đây nó chế thể trở lại thành y y là cái dòng là dòng nó khoảng 140 trăm bốn mươi các bạn đây nè nó xuyên suốt cái chiều dài thanh led nha các bạn nên nó đảm bảo á đảm bảo cho dù cho dù các bạn cái số lượng led cho dù cái số lượng led nhiều hay led ít các bạn thấy không như cái này led búp nè à. led nhiều led ít hoặc là cái đèn tiếp đất 8 đấy rất nhiều rất dài nha các bạn nhưng mà cái dòng á cái nguồn dòng của nó là nó vẫn đảm bảo đảm bảo cho cái tất cả các đèn led này nó sáng nha các bạn toàn bộ cái chiều dài thanh led này nè nó sáng hết nha các bạn nên cái nguồn led led driver này khá quan trọng nha các bạn cái nguồn này nè mặt nguồn led driver khá quan trọng ha nên nó sẽ dùng nó sẽ dùng cái nguyên tắc là nguồn dòng nó ổn định dòng điện thôi cái này nguồn dòng này nó ổn định dòng điện cho các bạn là đảm bảo cho cái 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 nguồn á cái dòng y á nó sẽ đi qua chip led này các bạn lúc nào cũng bằng nhau bằng nhau á đây lý giải tại sao là cái nguyên nhân mà cái số lượng chip led cho dù nhiều hay ít á thì nó không ảnh hưởng đến cái ấy nha các bạn cái nguồn led này vẫn cung cấp nó, nó support cho đầy đủ nha các bạn nó cũng cung cấp cái dòng ổn định nha các bạn cho dù như cái đèn LED này nè, tuy số lượng như thế ít nhưng mà dòng nó vẫn qua đầy đủ hoặc là cái cái đèn đèn, đèn chip LED đó, t8 rất nhiều, có cùng công suất với nhau bạn, nhưng mà dòng nó vẫn gánh được các bạn, cũng đầy đủ hết nha, là toàn bộ cái chip LED này nào sáng nha các bạn? và là trong video này mình sẽ đã nói qua về cái cách giải thích cho các bạn á, tại sao nguyên nhân tại sao mà cái nguồn LED driver này nè cùng đèn hoặc là cái đèn có cùng công suất nhưng mà tại sao mà một bên là cái đèn led uh, búp á uh, số lượng led ít còn cái uh, đèn tới 8 tám á thì sử dụng led nhiều nha các bạn thứ nhất là do do cái cấu tạo của cái đèn đó cái này nè tiết diện nó nó nằm hình tròn nó nên cái led đó uh, led nó bố trí trên nằm trong cái phạm vi vòng tròn thôi chứ không bố trí nhiều hơn nha các bạn còn cái led thanh led mét hai thì nó dài hơn thì bố trí dọc toàn bộ Để số lượng yêu cầu số lượng led nhiều nha các bạn còn cái thứ hai á là do cái nguồn led driver này, này các bạn nó chịu được cái dòng tải nha các bạn cái dòng tải nhé tại vì nó cái cái bố trí của nó như ở đây là hai chip led nè các bạn bên trong cái đèn led đó, đây nè led bút hoặc là led, LED tám nó cũng vậy nha các bạn cái cấu tạo bên trong á có thể số lượng là hai à, hoặc ba nha à, các bạn hai chiếc laptop xong với nhau nối tiếp rồi nối tiếp mà cái dòng á ví dụ dòng nguồn nguồn dòng led driver này mình tính khoảng một trăm nha các bạn trăm 4 mm nha bạn nằm trong phạm vi mà led nó không bị cháy á nên cái dòng của nó nó qua đây á nó sẽ gánh được nó là nó ở đây chia làm hai hoặc là chia làm ba nha các bạn thì đảm bảo cho cái cái toàn bộ cái chiều dài xuyên suốt của thanh led đó các bạn nó lúc nào cũng sáng được cái nhà bạn chứ không phải nó nó thiếu trường hợp mà nó thiếu dòng á là nó sáng yếu hoặc sáng mờ hoặc là nó không sáng nha các bạn còn trường hợp này á là cái nguồn led driver này nó nó ổn định nó làm việc theo nguyên tắc là ổn định dòng nha các bạn nó định dòng nên cái nguồn led cái dòng cái dòng led nó lúc nào cũng không đổi á là nó nối tiếp với nhau nữa các bạn à, nối tiếp nhau nó chìm hai nhánh qua i 1 i 2 rồi qua lại y nó quay lại y rồi chia i một i hai là dòng nó không thay đổi nha các bạn Rồi video mình đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn có ý kiến hay thắc mắc gì đó, các bạn cứ biết là comment nha mình sẽ hướng dẫn và hỗ trợ trả lời cho các bạn nha rồi chào các bạn hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp nha